Xin chào các bạn đến với Mimin Tarot. Mình ở đây để trải những trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cái chủ đề đó là họ có phải là người cuối cùng. Họ có phải là người cuối cùng dành cho bạn hay không? Thì có 3 sự lựa chọn. 1, 2, 3. 1 là cái kẹp, hai là túi đựng bài, ba là cuộn chỉ. Ok, đây ba thứ này. Ok, chúng ta đến với số 1. Chào các bạn đến với sự lựa chọn đầu tiên. Với cái câu hỏi đó là họ có phải là người cuối cùng dành cho bạn hay không ấy, thì mình thấy đây có thể là một người có khoảng cách địa lý với bạn, là một cái người ở xa bạn, có thể là người nước ngoài, họ có màu tóc khác chẳng hạn. Thì mình thấy là với cái câu hỏi là hai người, là cái người này có phải là người cuối cùng dành cho bạn hay không ấy, thì mình thấy là dường như hai bạn mới chỉ đang kiểu có thể là có một cái sự khởi đầu với nhau thôi ấy. Và cái người này họ đáp ứng những cái, được những cái điều mà bạn mong muốn. Những cái giống như là cái người này bước ra từ trong cái giấc mơ của bạn, từ cái mong, cái ước muốn của bạn. Nhưng mà mình thấy là dường như là hình như là bạn vẫn có một cái chút gì đấy nó hơi bị dè dặt, hơi bị giữ cho bản thân của mình quá. Và cái thực chất ý, của cái việc mà bạn giữ cho bản thân mình hơi quá ý, có thể là nó bắt nguồn từ những cái tổn thương từ trong gia đình của bạn. Và để mà có thể, người này có thể là cái người mà là cái người cuối cùng dành cho bạn, bởi vì cái người này mình thấy họ là một cái người khá là kiểu dũng cảm. Họ là một người dũng cảm, khéo léo và có một cái sự suy nghĩ, có một cái kiến thức rất là sâu sắc. Họ cũng là một cái người có một cái sức sáng tạo rất là lớn. Mình thấy là để mà hai bạn đến được với nhau ấy, mà một cách gọi là nó theo cái kiểu như là người cuối cùng ấy, thì nó cần cái sự nỗ lực từ hai bên, nó cần một cái sự nỗ lực rất là lớn từ hai bên. Và cái tình yêu này ấy, nó xứng đáng để mà bạn và người đó nỗ lực để bắt đầu, để xây dựng những cái nền móng vững chắc cho cái câu chuyện này. Và mình thấy là các thiên thần nói với bạn rằng là đây là một cái mối quan hệ mà nó xứng đáng để chờ đợi, bởi vì có thể là giữa hai bạn ấy có cái khoảng cách về địa lý, nên nó cũng là một trong những cái rào cản cho cái mối quan hệ này. Và cũng có thể là bởi chính cái khoảng cách về địa lý đó, cho nên là nó có thể là khiến bạn hơi bị chần chừ. Mặc dù là người này đáp ứng được những cái điều mà bạn mong muốn, giống như là bước ra từ trong cái giấc mơ của bạn, nhưng mà bạn vẫn còn chần chừ. Và mình nghĩ là bạn cần phải, nếu như mà bạn còn những cái vấn đề trong bản thân bạn, ví dụ như tổn thương trong gia đình ấy, thì cần phải chữa lành nó đi, tha thứ và học được những bài học. Và ở đây có khá là có cái lá bài nói về có một vài lá bài đều nói về việc đó là cái người này có cái khoảng cách phương xa, và bạn sẽ yêu xa trong cái mối quan hệ này. Thì mình thấy là mọi thứ nó có thể sẽ diễn ra khá là nhanh chóng. Và để mà hai bạn đi được đến với nhau ấy, thì cần cái sự nỗ lực và khéo léo, cần cái sự kiên trì và cần cái sự quyết tâm lớn từ hai người, đều cần cái sự nỗ lực lớn từ hai người. Thì mình thấy người này có khả năng nhá, có thể họ sẽ là cái người cuối cùng trong cái cuộc đời bạn. Còn nếu như mà bạn chưa gặp người này ấy, thì mình thấy là sắp tới bạn sẽ gặp người này đấy. Người này có thể là người ở xa, và cái người này miêu tả một chút về ngoại hình. Đó là cái người, họ là một người đang đến
trong cái cuộc sống của bạn, là một người có thể hoàn toàn xa lạ sẽ bước vào trong cuộc đời của bạn, là một người có thể là có cái vẻ ngoài trẻ trung và khỏe mạnh. Ok, đó là thông điệp của số 1. Chốt lại thì với cái câu hỏi mà đây có phải là người cuối cùng của bạn hay không ý, thì mình thấy là có thể. Mình không thể khẳng định 100% bởi vì mình cảm giác ở đây là bạn hoặc là người kia nhá. Đây cũng là trải bài 2 chiều, còn khá là nhiều vấn đề trong bản thân. Chính vì vậy mà để mà đến được với nhau, còn là người cuối cùng của nhau ấy, thì cần phải sự nỗ lực từ hai bên. Ok, đó là số 1, chúng ta đến với số 2. Chào bạn đến với Mimi Tarot, và đây là số 3. À, đây là số 2, đây là trải bài chung, hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất với cái câu hỏi đó là họ có phải là người cuối cùng dành cho bạn hay không ý. Thì theo mình thấy là cái người mà bạn đang nghĩ đến ý, không phải là người dành cho bạn. Không phải là cái người dành cho bạn. Ý là không phải là người cuối cùng dành cho bạn. Vì cái khẳng định đây là không rồi. Thì câu chuyện như thế này, cái người mà bạn nghĩ đến ý, có thể họ không phải là cái người cuối cùng dành cho bạn. Bởi vì mình thấy là có một cái sự lệch, có một cái sự lệch pha ở đây. Bởi vì mình thấy bạn giống như là một cái người khá là trưởng thành. Có thể bạn là phụ nữ hoặc là đàn ông, nhưng mà mình thấy là bạn là một cái người khá là trưởng thành, có cái suy nghĩ rất là trưởng thành và làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ cảm xúc của mình. Còn họ ấy, còn cái người mà bạn nghĩ đến thì mình cảm giác như họ khá là trẻ con, có thể họ hơn tuổi bạn hay là bằng tuổi bạn, nhưng mà cái tính cách rồi là cái cách suy nghĩ của họ khá là trẻ con. Vì thế mà nó có thể gây ra một số những cái bất đồng giữa hai người. Và mình thấy họ có lẽ không phải là một cái, là cái người cuối cùng dành cho bạn, mà là có một người khác dành cho bạn. Ở đây nói khá là nhiều về cái người mới đấy. Thì đây có là cái người mới, có thể là một cái tình yêu mới đến với cuộc sống của bạn, có thể là do bạn bè giới thiệu. Và họ, cái người mới này ý, thì họ là soulmate của bạn. Và mình thấy hai người sẽ có một cái sự khởi đầu mới, rất là nhiều tình cảm ở đây. Và mình thấy là họ cân bằng hơn rất là nhiều. Họ, tức là họ hòa hợp với bạn rất là nhiều so với cái người mà bạn đang nghĩ đến ở hiện tại. Cái người đấy cũng, người đấy có thể là người thuộc cung song tử hoặc là sư tử. Họ cũng là một cái người hiểu rõ giá trị của bản thân họ, và họ rất là tỏa sáng, mang một cái năng lượng rất là ấm áp. Mình thấy hai bạn cũng có thể có tiến triển đi đến lập gia đình, có con cái. Nhưng mà đấy là với một cái tình yêu mới nhá, chứ không phải là cái người mà bạn nghĩ ở hiện tại đâu. Và mình có cái cảm giác như là bạn biết rằng là cái người đấy có phải là cái người mà bạn đang nghĩ trong đầu ấy, có phải là cái người cuối cùng dành cho bạn hay không. Bạn biết là người đấy không phải, nhưng mà hình như là bạn cũng đang cố gắng tự đánh lừa bản thân mình rằng là mình sẽ cùng người đó đi đến cuối cùng rồi thế này thế kia các kiểu. Thế nhưng mà có lẽ là bạn nhận ra được cái sự không ổn giữa hai người, nhưng mà bạn đang cố tự đánh lừa bản thân. Thì cái quyền quyết định là bạn thôi. Hãy lắng nghe trực giác và đánh giá cái mối quan hệ của bạn. Nếu như mà nó không ổn ấy, thì hãy có cái sự điều chỉnh. Nhớ đây là cái trải bài chung, cho nên là nó không thể nào mà đúng với tất cả mọi người được. Cho nên đừng gán ghép nó vào trong cái mối quan hệ của bạn. Ví dụ như mối quan hệ của bạn đang tốt đẹp thì không việc gì mà phải gán ghép vào cả. Bởi vì có thể cái thông điệp này nó không dành cho bạn. Và chốt lại một câu, túm váy lại của cái số 2 này, họ có phải là người cuối cùng dành cho bạn hay không, thì mình khẳng định là cái người trong đầu bạn đang nghĩ đến không phải là cái người cuối cùng dành cho bạn, nhưng mà có một người khác, có một cái tình yêu mới, một soulmate khác dành cho bạn. Người đấy mới là cái người cuối cùng dành cho bạn. Và nếu như mà bạn đã nhận ra được những cái điều không ổn ở trong cái mối quan hệ của bạn ấy, thì hãy nên xem xét nó và đưa ra cái sự quyết định. Quyền quyết định và chìa khóa nằm ở trong tay bạn.
Bởi mình thấy là có cái sự hơi lệch trong cái cách suy nghĩ, hoặc là trong, nói chung là trong cái cách suy nghĩ, hoặc là một cái gì đấy mà giống như là bạn thì trưởng thành hơn, còn người kia thì trẻ con hơn. Ok, chúng ta đến với số 3. Xin chào các bạn đến với tựa bài số 3. Đây là trải bài chung nên hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và đây là trải bài hai chiều. Và nếu như mà nó không phù hợp với cái hoàn cảnh của bạn thì đừng cố gắng ghép nó vào trong cái hoàn cảnh của bạn. Thì có thể các bạn thấy chữ no ở đây đúng không? Nhưng mà đừng vội xoắn. Đừng vội xoắn nha. Câu chuyện như thế này, có thể là cái người mà bạn đang nghĩ đến có thể là người yêu cũ của bạn. Bạn và họ đã trải qua cái sự đổ vỡ ở trong cái tình cảm. Hai người đã có cái sự chia xa và bạn khá là phân vân không biết rằng là hai bạn còn có cái cơ hội để làm lại không, và họ có phải là cái người cuối cùng dành cho bạn hay không ấy. Thì thứ nhất, người này là soulmate của bạn, là một người có cái kết nối linh hồn đặc biệt với bạn. Ở cái thời điểm hiện tại ấy, thì có thể là bạn nghĩ rằng ở cái thời điểm hiện tại bạn nghĩ rằng là hai bạn không còn cơ hội, và không còn cơ hội và họ không thể nào là cái người cuối cùng dành cho bạn được. Thì ở đây các mình bốc được tận hai lá đều nói về cái sự tin tưởng. Đây, hai lá đều nói về cái sự tin tưởng rằng là hãy 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 tin tưởng vào cái mối quan hệ này, hãy tin tưởng vào họ bởi vì họ là đầu ăn của bạn. Họ là đầu ăn của bạn, mặc dù là hai người đã xảy ra có thể là cái sự chia tay, cái sự chia ly, có thể là sự cãi vã rồi dẫn đến chia ly, thì mình thấy là người này có lẽ sẽ là cái người cuối cùng dành cho bạn. Họ sẽ trở về và có cái sự khởi đầu làm lại với bạn. Và mình thấy khi mà hai người làm lại với nhau ấy thì mọi thứ nó trở nên rất là tốt đẹp, chứ nó không không như trước đây. Thật ra thì mình không rõ là trước đây vì sao hai bạn lại chia tay, lại xích mích. Nhưng mà mình thấy là trong tương lai ấy, thì có thể hai bạn sẽ có cái sự tái ngộ, cái sự tái hợp ở đây. Lời khuyên dành cho bạn là hãy tin tưởng vào cái mối quan hệ này, hãy tin tưởng vào họ. Họ là soulmate dành cho bạn. Và có thể nhá, trong cái trong trong cái mối quan hệ lúc trước của hai bạn, đó là một cái tình yêu không cân bằng. Đó là có một người cho nhiều hơn người còn lại, còn người kia chỉ biết nhận thôi. Chính vì vậy mà nó đã dẫn đến cái sự tan vỡ ở đây. Và bạn cũng khá là phân vân, và bạn còn cho rằng là hai người không thể quay lại với nhau, không còn cơ hội dành cho nhau nữa, không thể là cái người cuối cùng trong cái trong cái bước đường đời của bạn nữa. Nhưng mà ở đây tất cả các lá bài thì đều khẳng định rằng hãy tin tưởng rằng họ là cái người cuối cùng dành cho bạn, họ là đầu ăn của bạn. Và hai bạn ý sẽ có cái sự khởi đầu lại, một cái tình yêu mới lại bắt đầu với hai người, tức là hai người lại lại yêu một lần nữa. Và thực sự cái người này ý là cái tình yêu đích thực của bạn, là cái tình yêu đích thực dành cho bạn, là đầu ăn của bạn. Hai lá bài rất là đẹp. Và hãy tin tưởng, hãy tin tưởng là hai bạn dành cho nhau. Người này cũng có thể là cái người mà có cái khoảng cách địa lý với bạn nhé, hoặc là cái người nước ngoài nhé, có thể thôi. Trong một số trường hợp thì là như thế, còn không thì không phải. Và họ có thể là người thuộc cung lửa, bạch dương, nhân mã, sư tử. Và khi mà mình thấy là khi mà họ trở lại ý, làm lại với bạn ấy, thì họ thật sự đem đến rất là họ mình cảm giác như là khi mà họ trở lại ý, thì họ sẽ hành động nhiều hơn là họ nói. Có thể trước đây thì bạn là người cho nhiều hơn chẳng hạn, thì khi mà họ trở lại họ sẽ làm nhiều hơn nói và chứng minh cho bạn thấy rằng là cái tình cảm của họ dành cho bạn như thế nào. Chắc chắn hai bạn sẽ có cái sự khởi đầu lại ở đây với nhiều lửa, với nhiều lửa, với nhiều cái tình cảm, cái sự tương tác, cái phản ứng hóa học lẫn hai giữa hai bạn. Hãy kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn, cho mình thời gian, cho người kia thời gian. Và cả cái người này có quay trở về hay không ấy
thì bạn cũng vẫn phải tiến lên phía trước nhé. Vẫn phải tập trung vào bản thân mình, bởi vì chỉ có như thế thì mới có thể hấp dẫn người này, đưa người này trở về trong cuộc sống của bạn một lần nữa. Ok, chúng ta đấy là ba trải bài của ba tụ bài của ngày hôm nay. Mình đã có hơi vấp thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. À, nhớ ấn chuông nữa để có thông báo. Cảm ơn các bạn, bye bye.